Trước khi Hảo Hảo xâm chiếm trái đất, đã có một loại mì tôm đi vào huyền thoại, đến năm 2022 doanh thu vẫn đạt gần 700 tỷ đồng. Trước năm 1975, mì tôm vẫn là một món ăn xa lạ với người Việt Nam, đặc biệt là người miền Bắc. Họ quen với bún phở nhiều hơn là dạng thức ăn sợi ăn liền màu vàng này. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, mì tôm được coi là món ăn hảo hạng, có giá từ 500 đồng đến 1.000 đồng một gói, mức giá khá đắt đỏ thời bấy giờ. Có khi chỉ ốm mới được đãi ăn. Ngày nay người ta biết nhiều đến Hảo Hảo, Omachi, nhưng có lẽ nhiều người không biết Miliket đã từng là loại mì chiếm 90% thị phần Việt Nam. Nhưng đến những năm 90, thời mà thế hệ 9X còn nhớ được nhiều kỷ niệm, thì mì Miliket đã có một cuộc đại tấn công vào thị trường đồ ăn sẵn, có mặt trên nhiều bữa ăn của gia đình Việt, và là tài sản quen thuộc của lớp sinh viên ví mỏng, cần ăn cái gì nhanh gọn và rẻ tiền. Dần dần có nhiều hãng mì khác xuất hiện loại bỏ thế độc tôn của Miliket. Nhưng cái vị mặn cay cực kỳ vừa phải, sợi to và dai của gói mì hai tôm mãi mãi là miền ký ức không thể nào thay thế. Nhiều người chê Miliket không chịu đổi mới mình, không làm thêm gói gia vị nọ kia, không đổi bao bì bắt mắt bóng bẩy. Nhưng với thế hệ 9X như mình, đi siêu thị hay tạp hóa mà lỡ va vào mắt chiếc gói giấy cũ kỹ, thân thuộc là bỗng chốc thấy thương nhớ quá. Thi thoảng muốn ăn một gói mì Miliket, đổ ít nước sôi, úp cái đĩa lên đợi 3 phút. Chẳng hiểu sao cha ôi nó ngon và khoái thật. Quản tù tì ra cái gì ra gói mì, giờ còn ai đọc mấy câu vẻ như thế. Chẳng biết Miliket còn có thể xuất hiện trên thị trường Việt Nam bao nhiêu năm nữa khi cơn bão mì hiện đại đang thổi như phong ba. Nhưng hai con tôm trụng đầu vào nhau mãi là một phần của cuộc đời nhiều gian khó. Lui về thành ký ức, mà đã là ký ức thì nhiều khi không trốn cũng không thể tìm.